tranh khổ qua hầm chuối. Cái tháng nào mà xài tiền dữ quá tới cuối tháng hết tiền là tôi hay làm cái món này ăn lắm nè mấy bà. Mà ăn nó rất là ngon chứ không hề dở đâu nha. Nay tiếp tục tôi có đồ chơi mới nè mấy bà. Đó giờ mấy bà rửa thịt cá rau củ là bằng với nước thôi đúng không? Bữa nay tôi thử rửa với cái muối rửa thực phẩm tươi cô chu này nè. Nghe nói là cái muối rửa này sạch dữ lắm. Một gói tính ra có 4.000 mốt mà rửa từ 5 tới 10 lít nước luôn á mấy bà. Thấy giá không có mắc mà còn bảo đảm an toàn sức khỏe nữa. Thiệt là bây giờ rau củ thịt cá mua ở ngoài người ta phun thuốc trừ sâu mình đâu có biết được. Mình nên mua về mấy bà rửa cho kỹ, không thôi dùng cái muối này rửa cho nó an toàn nè mấy bà. Tôi thấy là rửa cũng nhanh mà tiết kiệm thời gian lắm á. Ở trên hộp là ghi diệt sạch vi khuẩn, nấm mốc 99.9% luôn á. Không biết là có không nhưng mà thịt cá rau củ mua về á, rửa xong thì giữ tươi lâu hơn bình thường á mấy bà. Mà thịt á tôi rửa xong tôi luộc á cái nước nó cũng trong nữa. Kiểu thấy là được sạch sâu á, sẵn sàng nấu nướng luôn. Mà mấy bà có thấy không? Mấy cái người mà lương 30 triệu á thì toàn mang cơm đi làm không à. Còn mấy người mà lương 5 triệu á thì thứ hai bún bò, thứ ba bún đậu, thứ tư trà sữa. Biểu sao mà không nghèo bền vững nên thôi bữa nay quyết tâm nấu ăn lại nè mấy bà. Nè mấy bà thấy không? Cái nồi nước trong